Công ty quản lý của ca sĩ Đan Trường, cảnh báo ca sĩ Dương Edward. Ông Bầu Hoàng Tuấn, quản lý của ca sĩ Đan Trường cho biết công ty ông HT Production vừa gửi văn bản đến Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam viết tắt là VCBMC và các tụ điểm ca nhạc, sân khấu, phòng trà quán bar trên cả nước để phản ánh vụ việc trên. Theo ông Hoàng Tuấn, vài năm nay ca sĩ Dương Edward thường xuyên biểu diễn những ca khúc này tại các tụ điểm ca nhạc, thời gian đầu ông nhắm mắt ngó lơ vì nghĩ ca sĩ trẻ cần bài để biểu diễn. Việc ca sĩ Dương Edward lặp đi lặp lại hành vi vi phạm bản quyền từ đó đến nay khiến ông phải lên tiếng. Ca sĩ Dương Edward hát những bài Mưa trên cuộc tình, tình đơn phương, cuộc tình trong cơn mưa ở rất nhiều sâu nhưng không hề xin phép. Duy nhất sau phòng trà lấy một bài làm tên đêm nhạc phía cậu ấy mới lên hệ tôi xin phép biểu diễn và đóng 1-2 triệu đồng mang tính tượng trưng, quản lý của ca sĩ Đan Trường nói. Ông Bầu nhấn mạnh đây là câu chuyện về ý thức và thái độ. Theo ông, ca sĩ ngày nay hoàn toàn có thể phân biệt rõ hành vi đăng bản thu âm lên YouTube và hành vi sử dụng nhằm mục đích biểu diễn. Theo ông Hoàng Tuấn, mọi việc sử dụng các ca khúc của HT Production được coi là hợp pháp đều phải có giấy phép hay hợp đồng sử dụng quyền tác giả được ký với HT Production hay VCBMC. Vậy nên, khi chưa có văn bản chính thức của HT Production là vi phạm bản quyền và phải bồi thường 5 triệu đồng trên một bài trên một lần biểu diễn quản lý của ca sĩ Đan Trường chia sẻ thêm, thời gian qua chúng tôi nhận thấy ca sĩ Dương Edward đã rất nhiều lần cố tình sử dụng ba ca khúc trên để biểu diễn. Điều đó là thiếu tôn trọng bản quyền của đơn vị chúng tôi và ông cũng đề nghị các đơn vị tổ chức biểu diễn trực tiếp thu tiền nếu ca sĩ Dương Edward vẫn cố tình biểu diễn ba bài hát trên với bất kỳ lấy cho gì.